Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú, thứ 360 và 361. Hai câu kinh này có cái tên là Khéo Điều Phục Mắt Tai Thân Đời, Lành Thai Chế Ngự Mắt, Lành Thai Chế Ngự Tai, Lành Thai Chế Ngự Mũi, Lành Thai Chế Ngự Lưỡi, Lành Thai Chế Ngự Thân, Lành Thai Chế Ngự Lời, Lành Thai Chế Tất Cả, tức là chế ngự tất cả đó. Tỳ kheo khéo chế ngự, thoát khỏi mọi khổ đau. Điều thứ nhất, mình nghĩ mấy câu kinh Pháp Cú này rất là dễ học thuộc lòng nè, phải không? Cứ mở đầu là những chữ lành thai thôi, mình cứ điểm từng cái: lành thai chế ngự mắt, lành thai chế ngự tai, lành thai chế ngự mũi, lành thai chế ngự lưỡi, lành thai chế ngự thân, lành thai chế ngự lời, lành thai chế ngự tất cả, tỳ kheo khéo chế ngự, thoát khỏi mọi khổ đau. Rất là dễ thuộc và cũng rất là dễ nhớ nữa. Mỗi lần mà mình nhìn tới, sáng mình rửa mặt mình ra tới con mắt là mình nhớ là Đức Phật dạy phải giữ gìn con mắt. Và Đức Thế Tôn ngày xưa có những bài kinh rất là thực tế, Ngài dạy là người tu chúng ta mỗi sáng nên xoa đầu. Để làm gì? Để đừng ngứa đầu ha? Không phải. Để nhớ là mình cạo tóc rồi, tức là rất khác với thế gian. Khác ở thân không quan trọng, mà khác ở tâm thức mới quan trọng, khác ở cách hành xử mới quan trọng. Và các vị cũng nhớ thêm một điều là mình người tu đó là biểu tượng, là biểu tượng của Phật Pháp sống. Đức Thế Tôn thờ trên bàn, kinh sách để trong ngăn kinh đó là Phật Pháp chết, không có năng lực giáo hóa. Còn mình đó là Tăng Bảo, là con trai và con gái của Đức Như Lai. Mình phải tự hào là trong tự thân của mình nó có dòng máu giác ngộ đang chảy trong đây. Đời sống của mình, cái nói, cái nhìn, cái ăn, cái hành xử của mình nó phải biểu lộ được Phật Pháp rất sống. Mình không mang an lạc đến cho người ta, không mang cái niềm tự hào đến cho giáo pháp Phật, mình cũng chớ làm cho giáo pháp Phật bị người ta khinh thường, rất là tội. Qua hình ảnh của tăng ni, người ta có thể kính trọng Phật Pháp hoặc người ta có thể khinh thường, có phải vậy không? Dù các vị là người cái duyên đạo nó không có dày cho nên xuất gia lúc lớn tuổi, tuy nhiên mình là con của Đức Thế Tôn rồi là mình phải biết gia tài này được giữ gìn tới hơn 25 thế kỷ rồi. Chiếc áo này nó nặng vô cùng. Nặng là vì sao? Trên chiếc áo này nó có bề dày lịch sử 25 thế kỷ đi qua. Biết bao nhiêu vị tiền bối đã vun bồi đức hạnh để hình thành cái chiếc áo này, cho Phật tử tín đồ năm châu bốn biển người ta kính trọng. Cho nên mình khoác chiếc áo này mình phải rất là tự hào và phải xứng đáng với chiếc áo này. Chứ mình đừng nghĩ chiếc áo này là thường, nặng lắm đó. Và nếu mình không có làm gì cho xứng đáng, thế thì mình làm cho Phật Pháp bị suy vong, bị khinh thường, làm cho niềm tin Phật tử tín đồ vỡ nát, là tội mình lớn lắm đó. Cho nên các vị phải nhớ là đây là bài học rất là căn bản của người tu chúng ta. Khi sờ vào mắt, phải nhớ là mình phải chế ngự nó. Sờ vào tai, sờ vào mũi và tiếp xúc thức ăn nơi lưỡi, và sờ vào thân, và mỗi khi nói một lời. Và khi nhìn lại tâm thức mình thì mình phải biết cái điều rất là quan trọng Đức Phật dạy là hãy biết giữ gìn điều phục thân tâm, để xứng đáng với cái dòng máu thích tử đang chảy trong thân tâm này. Chúng ta kế thừa cái di sản huyết thống của bố mẹ sinh ra để có hình hài này,
này dù nó không đẹp đẽ, nó không khỏe khỏe mạnh, ngon lành chi, nhưng mà cái ơn lớn của các bậc bố mẹ đã cho ra cái hình hài này có mặt trong cuộc đời. Thưa các vị là không có cái ơn nào lớn bằng cái ơn của người đã tặng cho ta hình hài cả. Đó là mình nói chuyện nhân gian. Rồi cái ơn lớn thứ hai mà chúng ta là những người tu thừa thọ, đó là cái ơn của pháp thân huệ mạng mà Đức Thế Tôn nó ban cho. Và ơn pháp thân huệ mạng đây có nghĩa là ơn của chư Phật, ơn của giáo pháp và ơn của các bậc thầy. Các vị viết xong chưa? Bên này quý cô chép xong chưa? Mình có một cái đại ý, và các vị có thể học thuộc lòng cái này một cách dễ dàng. Kinh Pháp Bảo Đàn thì không dám có yêu sách là phải học thuộc lòng. Nhưng mà Pháp Cú là một văn bản kinh, đối với truyền thống Phật tử Nam truyền á, thì Phật tử người ta thuộc lào lào. Còn các sư thì các sư dạy kinh Pháp Cú này hầu như các sư dạy thuộc lòng 300 mấy chục câu hay nhiều hơn thì tôi không nhớ. Nhưng mà trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông chúng ta không có coi nặng kinh Pháp Cú, trong khi đây là một văn bản kinh nó rất là sâu sắc, chứa cái chân lý không những của giáo lý đạo Phật mà chứa luôn chân lý của đời sống. Các tôn giáo có thể nương vào những lời đẹp đẽ này để hành trì. Cho nên các vị chịu khó học thuộc lòng rất là hay. Chúng ta có đại ý như thế này. Đại ý: đệ tử Đức Phật hãy khéo chế phục thân tâm. Vượt thoát sầu khổ, thành tựu an lạc giải thoát hiện đời. Mình hẹn hò phải đời nào mới giải thoát thì nó lâu quá. Mình phải cố gắng làm sao cho hiện đời mình nếm được hương vị của an lạc giải thoát. Tôi nhớ có một cái bài kinh, không biết ở đâu tôi nghe quý ôm hay đọc, có một câu hay lắm, tôi chép ra đây để cho các vị. Bài kinh là: Mắt là đại dương sâu. Kinh nói về mắt có những lượng sóng ngầm, có những loài thủy quái. Dìm người trong khổ đau, đệ tử bậc chánh giác điều phục thoát cuồng lưu. Mình đọc lại: mắt là đại dương sâu, có những lượng sóng ngầm, có những loài thủy quái. Dìm người trong khổ đau, đệ tử bậc chánh giác điều phục thoát cuồng lưu. Và người ta cũng có thể đọc thêm là: tai là đại dương sâu, có những đợt sóng ngầm, hay là có những lượng sóng ngầm, có những loài thủy quái. Mũi cũng là một loại đại dương sâu, lưỡi cũng là một loại đại dương sâu. Nó có những cái đợt sóng ngầm và nó có thủy quái nằm ở dưới, nào là cá mập, nào là độc long và ma dương quỷ dữ, nó nằm ở phía dưới. Người ta có thể đo được hành tinh này ở bề mặt, nhưng mà người ta không đo được cái chiều sâu của biển và cái trữ lượng của nước biển. Và khó hơn nữa là người ta không thể biết được là bao nhiêu sinh vật có mặt ở ngoài biển khơi. Mãi bây giờ mà có những cái vùng rất là sâu chưa có ai thăm dò được ở dưới đại dương. Cũng có những kho tàng châu báu ở dưới đại dương người ta chưa có thăm dò được. Và từ chuyện đó mình trở lại: thưa đại chúng, đại dương nó thâm thẳm, nó chứa thuồng luồng thủy quái, loài tu la quỷ thần, mà nó cũng chứa luôn cả kho tàng ở dưới đó nữa. Từ cái ví dụ đó, rồi quay trở lại mắt này để các vị thấy mắt là đại dương sâu.
thế nào mắt là đại dương sâu? Thế nào? Các vị có nghe trong văn học người ta nói chết chìm trong mắt đó. Có chứ hả? Mình đi vào cái phần điều phục ngũ căn. Mình sẽ chia ra cái bài này thành từng phần. Một là điều phục ngũ căn. Mắt là đại dương sâu. Ví như có ai khen đôi mắt mình đẹp thì mình hãy nói cho họ biết mắt là đại dương sâu á. Có những loài, có những cái đợt sóng ngầm và có những loài thủy quái nó nhận chìm không biết bao nhiêu cái kiếp sinh tử con người rồi. Đừng nói nó đẹp, tội. Thứ nhất là điều phục ngũ căn. Thứ hai là chúng ta chế phục được lời. Hai, chế phục được lời. Thứ ba, chúng ta chế phục được tất cả. Chúng ta sẽ khai thác cái bài này ba vấn đề thôi. Cái phần đầu điều phục ngũ căn này, cái điều thứ nhất đi vào đó là ta hãy nhận diện được cái dòng cuồng lưu của năm căn. Dòng cuồng lưu của năm dục. Cái từ cuồng lưu này nó có lạ lắm không? Thưa, cuồng lưu đó là một cái dòng chảy nó xoáy vậy này. Nó rất là điên khùng, nó có thể nhận chìm tất cả những chiếc thuyền đi băng ngang qua dòng chảy. Các vị nhớ là sông Tiền, sông Hậu nó chảy xuống, có một dòng sông cắt ngang, người ta gọi là dòng nao đó. Ai ở miền Tây, sinh trưởng miền Tây thì biết dòng nao, rất ư hiểm nguy. Do vì cái lượng nước của sông Tiền, sông Hậu nó đổ về cho nên ngang đó là nó cuốn vậy nè. Làm cái khúc sông băng ngang nó càng ngày càng lở rất là rộng. Và nước nó xoáy cuồn cuộn vậy. Những chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua đó thì không thể tránh được những cái vùng nước xoáy đó, nó nhận chìm một cách rất là dễ dàng. Nhất là ban đêm. Và những cái vùng nước xoáy rất là nguy hiểm người ta gọi đó là cuồng lưu. Nó chảy rất là khủng khiếp, rất là điên khùng. Cuồng có nghĩa là điên khùng. Và thưa đại chúng, năm cái món dục lạc ở nhân gian, nó là một loại cuồng lưu, nó nhận chìm mọi con người trừ người có trí tuệ. Và tất cả chúng ta đều dễ bị nhận chìm trong cái dòng chảy rất là điên khùng này. Có một điều đặc biệt là tại sao nó nhận chìm năm giác quan của ta, nhận chìm mắt, nhận chìm tai, nhận chìm mũi lưỡi, tại sao? Thưa, nếu không có nội ứng thì ở ngoài nó không có ngoại hiệp, tức là bên trong này nó không có những cái tên ăn trộm, nó thông đồng với giặc bên ngoài thì chắc chắn là thành trì không bị phá hoại. Cho nên trong cái lời kinh chúng ta vừa viết đó là mắt là đại dương sâu là như thế. Ta không thể lường được là bên trong của mắt này nó chứa cái gì cả. Có khi nó nhìn người bằng một cái nhìn hiền từ dễ mến, có khi nó nhìn tóe lửa như hung thần, và có khi cái nhìn của chúng ta nó cũng biểu lộ cái sự tham muốn vô độ nữa. Và ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là con mắt của người tu chúng ta mà chúng ta không có khéo điều phục thì nó cũng là một cái hiện tượng, là một cái hiện tượng làm cho Phật tử mất niềm tin nữa. Và nói chung là thế này, nói chung là trong năm căn của con người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì mắt nó biểu lộ tâm thức của chúng ta rõ nét hơn tất cả những cái thứ khác. Có phải vậy không? Người ta nói là trong cái con đường truyền đạt thông tin thì có con mắt là cái con đường truyền đạt thông tin nhanh nhất. Nhìn vào mắt người ta biết người đó thông minh hay là đờ đẫn. Nhìn vào mắt người ta biết người đó lòng giận hờn nhiều hay là lòng mát dịu thanh lương. Nhìn vào mắt họ biết được tâm ái nhiễm của chúng ta còn nặng, còn đầy hay là đã trong, đã vơi. Rất là rõ ràng. Và ngay trong đôi mắt này người ta cũng có thể ước đoán được tuổi thọ của anh dài hay ngắn nữa. Cho nên năm căn đầu tiên chúng ta đi vào là đi vào cái căn mắt trước. Hãy khéo điều phục mắt. Tuy nhiên đây là vấn đề của nghiệp thức rất là lâu, mình khó điều phục lắm. Và trong tướng học
người ta rất là chê con mắt nhìn trộm. Các vị biết mắt nhìn trộm hả? Ví dụ như đang nhìn đây, liếc ngang cái trở lại, đó là mắt nhìn trộm. Và thông thường mà có những người tu, họ có đôi mắt đó, họ biết là cái điều này không nên, thế nhưng mà sửa lại rất là khó. Nó đòi hỏi cái công quân thực tập từ bên trong của tâm thức, chứ không phải là mình khéo giữ gìn con mắt bên ngoài mà đủ. Cho nên điều phục ngũ căn cũng có nghĩa là mình điều phục từ bên trong của tâm thức. Ví dụ như muốn điều phục mắt này để cho có định lực, không có nghĩa là mình phải trợn mắt mình ngó hoài con chỗ mà có định lực. Mà mình làm cái gì? Thưa, mình phải điều phục nó từ bên trong của tâm thức này. Tâm của mình mà định tĩnh mà an hòa thì nó thể hiện ra đôi mắt rất là trầm tĩnh và bình ổn. Tâm của mình mà nó có trí tuệ thì tức khắc là đôi mắt của anh nó biểu lộ được cái sự thông minh. Lòng của anh mà nó mát dịu, nó hiền thì biểu lộ ra đôi mắt nó mênh mông, cái sự thương yêu nó như biển. Lòng của anh mà chất đầy ái nhiễm thì tức khắc cái nhìn của anh nó biểu lộ cái chất ái rất là nặng nề. Và nếu trên con đường tu mà chúng ta không có khéo chuyển hóa thì thưa đại chúng là một đời mình làm không có trôi với những nghiệp thức quá khứ. Nó đẩy mình sớm muộn gì rồi mình cũng rớt trở lại nhân gian thôi. Cho nên rất là quan trọng để điều phục. Và nhà nho họ có câu nói này: nhãn bất thị phi lễ chi sắc, nhĩ bất thính phi lễ chi thinh. Và rất là nhiều cái phi lễ như thế này. Nhưng mà mình giải thích một vài nét thôi để các vị thấy. Nhà nho trong cái lĩnh vực nhân gian rất bình thường, mà họ có một câu là con mắt đừng nhìn những cái màu sắc không phải lễ. Tức là những cái gì không cho phép mình không được nhìn. Nhà nho họ dạy, ví dụ như mình đi ngang qua hàng rào của một người hàng xóm, mình không được quyền liếc vào vườn rào của người ta. Các vị thấy rất là đẹp đẽ, phải không? Rồi mình đi ngang ruộng dưa người ta, mình không được cúi xuống mình sửa đâu dài. Tại vì đành rằng cái đầu dài nó xúc, nhưng mà anh cúi xuống anh sửa đầu dài, có khi người ta nghĩ rằng anh là kẻ trộm hái dưa người ta. Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Tức là đi qua ruộng dưa thì đừng có sửa dài, đi ngang cái cây lý đừng có sửa mũ, ta tưởng mình hái trái. Và từ điều đó mình trở lại, thưa đại chúng là mắt đừng có nhìn những cái màu sắc phi lễ, những cái hình dáng không phải phép, những cái điều không cho phép nhìn đừng bao giờ nhìn. Và cái nguyên tắc á, đối với người ở đời, người ta không được phép nhìn thẳng vào mặt người kia, nhìn trừng trừng vào mặt người khác trong vòng một phút, đó là thiếu lịch sự à. Tại sao? Mắt của mình nó có một cái xúc giác kỳ lạ là nếu anh nhìn vào người ta lâu, người ta cảm thấy nhột nhạt chứ. Nhìn vào mặt người ta, nhìn vào người người ta, họ cảm thấy rất là xốn xang, rất là khó chịu, rất là nhột nhạt. Nhìn vừa phải trong vòng một phút trở đi thì người đó lịch sự. Anh nhìn trừng trừng thì cái nhìn của anh nó sẽ biểu lộ với sự thèm khát, ham muốn, hay là cái gì đó bên sau người ta đâu có biết. Cho nên phi lễ chi sắc không có nghĩa là mình nhìn những cái điều kém lễ, những cái nơi mà không đáng nhìn. Ngoài ra còn cái lịch sự tối thiểu là không được nhìn trừng trừng vào người khác. Phi lễ chi sắc là như vậy. Đó là ở đời thôi, chưa phải đi vào cái lĩnh vực người tu. Thế mà nó đã có một cái biên giới của lịch sự, của đẹp đẽ trong cái đời sống giao tế với nhau rồi. Thế thì người tu, thưa đại chúng, là ngay nơi cái nhìn của chúng ta, ta cũng có thể biểu lộ được pháp nữa. Biểu lộ cho Phật tử hay tín đồ họ phát sinh cái niềm tin, tin tưởng, kính trọng Phật Pháp Tăng. Cái nhìn của các vị mà trong sáng đầy từ ái, thế thì người ta chỉ cần tiếp xúc với cái nhìn của quý thầy quý cô là người ta phát sinh cái niềm tin tâm ở rồi. Và trong tất cả những cái quá độ con người, trong những cái dạy dỗ, thưa thân giáo là một cái con đường giáo hóa tuyệt vời hơn các khẩu giáo, phải vậy không? Tôi nói cho hay mấy, nhưng mà tôi lăng xăng lít xích đời sống của tôi, nó biểu lộ không có chút phạm hạnh gì. Các vị làm sao tin?
Khi cái niềm tin tưởng không có, niềm kính trọng không có, thì tôi nói như mây như mưa các vị cũng không thể cảm thấy vui thích để tiếp nhận cái điều tôi truyền đạt để tu tập. Chắc chắn là như vậy. Cho nên cái con đường làm đạo của chúng ta nó không nhất thiết là chúng ta phải bỏ tiền ra nhiều để cho người khác, không phải nhất thiết phải rất là ngọt ngào khi tiếp đãi Phật tử tín đồ. Ta chỉ cần nhìn họ thôi, thì cái nhìn ấy nó cũng có khả năng chuyển hóa tâm thức của người kia. Và các bậc thầy của chúng ta, thưa đại chúng, là trong cái nhìn của các ngài, khi các ngài cần nghiêm, nhìn một cái mình đủ rét rồi, phải vậy không? Khi các ngài thể hiện cái sự từ ái thì các ngài nhìn thì ta cũng cảm được cái năng lượng yêu thương nó mênh mông như biển chan hòa của đời mình rồi. Rõ ràng là cái đầu tiên của điều phục ngũ căn, mắt là quan trọng. Ta hãy thực tập điều này cho được. Và thực tập điều này cho được không có nghĩa là mỗi một ngày ta phải soi gương nhìn vào đôi mắt ta để làm gì, để tập. Mà ta phải điều phục nó từ bên trong. Tối thiểu là một ngày ta phải có vài giờ tụng kinh, vài giờ niệm Phật hoặc tỏ thiền. Thưa đại chúng, Đức Thế Tôn ngày xưa khi chứng được quả chánh giác rồi mà mỗi ngày Thế Tôn vẫn đều đặn thọ thực kinh hành, và buổi chiều thì thiền tỏ, buổi sáng thì dành cho trọn vẹn cái thì giờ vừa đi khất thực vừa thiền hành. Ăn cơm xong thì xếp y, rửa bát, xếp chăn kiết già và thiền tỏ. Và nguyên cả một buổi chiều ngài dành chút thì giờ để dạy dỗ chư tăng, thuyết pháp cho một số cư gia Phật tử. Rồi tối lại, thưa đại chúng, là ngài phân một đêm ra làm năm phần. Phần thứ nhất dành cho dạy dỗ chư tăng, phần thứ hai dạy cho các Phật tử, phần thứ ba thiền hành, phần thứ tư thì Đức Thế Tôn dành thì giờ để dạy cho chư thiên ở cõi trời. Cái giờ đó là cái giờ mà họ có thể xuống thăm Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dành cái phần thứ tư của thời gian trong một đêm để dạy. Phần thứ năm của một đêm là trời gần sáng này, ngài mới ngồi nghiêng vai bên mép phải và nghỉ ngơi, nhiếp tâm vào thiền định. Và trong vòng chừng 30 phút hay một tiếng đồng hồ thôi, ngài bắt đầu thức giấc, xếp chân tỏ thiền và rải tâm từ nhuần thấm đại địa, gọi là vận dụng từ bi quán để ban tặng cái niềm vui và cái lòng từ bi cho hành tinh này. Và mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật, mình thấy là thưa, cả một ngày đi qua không có thì giờ để làm việc gì khác cả, chỉ mỗi một việc là tu và làm cho định lực của mình càng ngày càng phát sinh. Thành chánh giác rồi còn như thế, huống nữa người tu chúng ta muốn làm cho đôi mắt mình nó xứng cái phẩm chất của một người tu. Thưa, không có nghĩa là các vị tập cái đôi mắt không, mà các vị phải làm được cái điều rất là bên trong nữa, là gì? Niệm Phật nè, tụng kinh nè, tỏ thiền nè. Và từ những cái điều căn bản mà mình chia sẻ này, các vị thấy người tu mình một ngày dư được bao nhiêu thì giờ để mình nói chuyện thị phi? Dư bao nhiêu? Không có dư, phải không ạ? À? Trừ khi mình không thích tu thôi, mình thả cuộc đời trôi trong biển luân hồi chơi thôi. Chứ còn đúng người tu á thì không hề có một phút thì giờ nào gọi là rảnh rang để mình vui, mình buồn, mình nói chuyện tầm phào bá vơ cả. Kinh sách của Đức Thế Tôn tới Tam Tạng đọc còn chưa hết, và cứ một lời kinh của Đức Phật gieo vào tâm thức là gieo vào một lời giác ngộ, và nó làm cho lòng mình bừng sáng giác ngộ đó. Thế thì tại sao những lúc rảnh mình không có dở một trang kinh ra? Thưa đại chúng, là mình đọc vào một trang kinh tuy chưa hiểu, tuy bây giờ đọc vô nó buồn ngủ, nhưng mà các vị sẽ thấy là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cái hạt giống của những lời kinh này nó gieo vào tâm thức các vị, nó nở ra một đóa hoa giác ngộ hồi nào không hay. Và điều này nó có thực.
tôi chứng nghiệm trong cuộc đời tu của tôi. Tôi kể cho các vị nghe hồi tôi mới đi tu. Mỗi tối thầy bổn sư tôi ổng kỳ lạ là ổng bắt phải ngồi đọc cho ổng nghe. Và trong chùa thì dường như tôi là người đọc chữ dễ nghe nhất, đọc đàng hoàng nhất. Từ kinh lớn cho tới kinh nhỏ, trong tủ kinh là tôi phải đọc mỗi tối có khi 2 tiếng đồng hồ cho ổng nghe. Và Pháp Bảo Đàng tôi có biết nó hay cái độ nào đâu, mà ngày xưa hồi lúc còn 14, 15 tuổi là tôi phải ngồi đọc Pháp Bảo Đàng từng đêm với ổng. Và Pháp Bảo Đàng ngày xưa đó là bản của Ngài Minh Trực Thiền Sư, Ngài dịch. Không biết các vị có biết Minh Trực Thiền Sư là ai hay không nữa. Ngài Minh Trực Thiền Sư là một vị thầy lỗi lạc, đồng sàng với các hòa thượng như Ngài Tịnh Khiết rồi đó. Trong những ngày đầu thành lập giáo hội thì Ngài Minh Trực Ngài có mặt. Thế nhưng mà cái tình trạng phân hóa trong nội bộ cho nên Ngài tách riêng, Ngài không có đứng chung trong giáo hội thống nhất. Mà Ngài thành lập cái thiền tịnh đạo tràng. Tuy nhiên cái bản kinh Ngài dịch rất tuyệt vời đó là Pháp Bảo Đàng. Và tôi nhớ là tôi đọc cái cuốn đó không biết bao nhiêu lần mà nói. Rồi Phật Học Phổ Thông từ cuốn 1 tới cuốn 12. Rồi Sa Di Luận Giải. Rồi Quy Sơn Cảnh Sách Nghĩa Chú. Tha hồ mà đọc. Và mình rất là rầu, tại vì mỗi tối mình cứ đọc hoài, mình thì nó buồn ngủ. Và ông cụ ông bắt phải đọc cho ông nghe thôi. Và đọc ổng nghe thì ổng ngồi ổng nghe rất là thích thú. Mà mình thì có biết gì đâu. Ví dụ như Pháp Bảo Đàng, thưa đại chúng, là cách đây các vị thử nghĩ là cách nay gần 45 năm. Lúc đó tôi còn bé lắm, chưa có học Phật chữ nào nữa mà, mới đi tu mà phải đọc Pháp Bảo Đàng. Ví dụ như Phật Học Phổ Thông thì mình hiểu, nhưng Pháp Bảo Đàng mình đâu có biết nói gì. Ấy vậy mà phải đọc từng đêm từng đêm. Và cái cơ duyên may mắn rồi sau đó lại có dịp học với các hòa thượng như ông cụ Trúc Lâm vào năm 74. Sau đó thì tới chừng rời kinh rời sách, đi vân du nhiều nơi, rồi mãi tới bây giờ mình nghĩ là cần phải chia sẻ những cái điều trong kinh điển và cái nguồn gốc của Thiền Tông. Thế thì mình đem Pháp Bảo Đàng ra, cái mình đọc lại mình phân đoạn và mình bắt đầu chia sẻ những cái điều được giấu kín ở trong Pháp Bảo Đàng để cho thiền sinh, các thầy cô và Phật tử nghe. Thú thật là khi dở Pháp Bảo Đàng ra đọc lại, tôi cũng chưa hề đọc cái bản giảng giải của ông cụ Trúc Lâm. Tôi cứ làm theo tôi à. Và tất cả những điều mà tôi có thể chia sẻ được cùng với các vị, thưa ví dụ như tôi dạy kinh Pháp Cú, tôi cũng chưa từng học kinh Pháp Cú. Tôi dạy kinh Phổ Môn, tôi cũng chưa từng học kinh Phổ Môn. Tôi chỉ học Pháp Hoa với ông cụ Trúc Lâm giảng mấy chục năm về trước. Nhưng mà tới chừng mình đem ra, mình ngồi mình trầm tư, mình tìm cái cách để chia sẻ lời kinh, thế thì tự nhiên bên trong có những cái điều, có những điều nó phát sáng mà mình không ngờ. Và một điều giản dị hơn nữa, mình chia sẻ để các vị thấy cái hạt giống lành gieo nó không mất là thế này. Ví dụ như tôi soạn một bài trong những buổi dạy học, thông thường tôi chỉ ghi những cái phần rất là cốt yếu, chẳng hạn như một trang giấy tôi ghi chừng 5-3 dòng thế này, không cần chi chít gì cả. Và có khi mình dạy xong một buổi cho Phật tử tín đồ, mình về mình nhìn lại nó, ủa sao mình nói nó không giống gì trong này. Và cái điều này nó xảy ra rất là thường xuyên. Tự nhiên khi mình đem cái trái tim của mình muốn chia sẻ Phật Pháp cùng các vị, thì bên trong nó cuồn cuộn, nó trải ra cái gì thì mình chia sẻ cái ấy, mà không hề có một cái dự định gì trước bên trong này cả. Và từ cái điều này quay trở lại để chia sẻ cùng các vị thế này, những cái hạt giống lành của Phật Pháp mình gieo vào tâm thức, thưa không hề mất. Dù nó đi ngang thời gian 40 năm, 50 năm hay nhiều hơn nữa, không bao giờ mất. Một câu kinh, một lời kệ, một trang sách, thưa đại chúng nó quý vô cùng. Và nhất là kinh điển của Đức Phật, tại vì lời ấy là những lời giác ngộ của Đức Thế Tôn. Cho nên các vị gieo vào tâm của các vị, dù đọc một lần, dù thuộc một câu, cái của quý ấy nó lớn lao vô cùng, nó là cái tài sản không có cái gì đổi được. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta nên nhớ rằng người tu của chúng ta không có một chút thì giờ dư để làm những cái chuyện rất là bá vơ, rất là tầm phào.
ta phải dành trọn vẹn cái thì giờ của một đời người, không tụng kinh, không niệm Phật, không tỏ thiền, thì ta phải dở một trang kinh ra. Dù rằng ta đọc vẫn chưa thấy hiểu điều gì, nhưng mà hãy đọc qua rồi đọc lại. Thưa, có những quyển sách tôi đọc 30 lần rồi tôi vẫn còn chưa chán. Các vị có tin điều đó không? Người ta nói đọc 2 lần thôi. Thưa, không có đâu. Có những quyển sách cách đây 20 năm mình đọc thấy hay, bây giờ dở lại đọc vẫn thấy hay. Cho nên mình đừng nghĩ là sách vở của mình đọc qua một lần rồi mình không đọc nữa. Không phải như vậy. Và khuyên nhau điều này để các vị quý tiếc từng tấc bóng của một đời người, đừng có phung phí nó một cách rất là tội nghiệp. Hãy biết thương lấy chính mình. Mình còn đi rất dài trong cái cõi tử sinh. Và nếu một kiếp này mình không có may mắn chấm dứt được cái dòng chảy luân hồi, thì mình phải làm cho vốn liếng của mình càng ngày càng giàu, để rồi trong tương lai mình sinh ra đời, thưa, mình sớm gặp Phật Pháp, cái hạt nhân trí tuệ của mình nó bộc phát rất là nhanh. Chừng đó mình cống hiến công sức trí tuệ của mình cho đạo. Bằng không thì mình cứ lủi thủi đi trong cõi luân hồi hoài, đi trong cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét, rất là tội nghiệp cho cuộc đời mình. Mình phải cố gắng. Mình đừng để cho một ngày mà nó có cái buồn, cái vui, cái giận, cái ganh tị nó nảy sinh trong tâm thức. Người tu mà để cho những cái điều ấy nó nảy sinh trong tâm thức mình rất là vụng về. Nếu không muốn nói nặng hơn là rất là vô minh. Rất là vô minh, nặng chưa? Chưa nặng đâu. Rất là ngu si mới nặng. Có phải không? Mà đúng đó là như vậy. Mình dư thì giờ quá. Mình để cho giận, cho hờn, cho buồn, cho ganh tị, cho ghét thương nó dìm cuộc sống mình rất là tội nghiệp. Cho nên ta phải cố gắng. Mũi không có ngửi những cái mùi hương phi lễ, tai không có nghe những cái lời phi lễ, mắt không nhìn những cái sắc màu hình ảnh phi lễ. Thưa các vị, nhìn thấy nhà nho mà họ còn hay như thế. Và người tu Phật ta đối với những cái thứ này càng cẩn trọng hơn. Có một ông thầy cũng đi kinh hành quanh bờ sen đó. Ông đi kinh hành đầu tiên thì không có ai rầy la chi. Chờ cái ông đi tới vòng thứ ba, cái ông thầy nhiễu hồ sen, ông hiện lên nói: thưa thầy, thầy ăn trộm mùi hương của hoa sen tôi ạ. Ông thầy cũng nói: ông nói cái gì rất là vô duyên. Ta thấy có mấy cái tên ăn trộm nó vô, nó bẻ ngó sen, nó bẻ cành sen, nó nhổ bông sen, nó đào củ sen, nó đi tan nát kia. Ông không rầy nó mà ông lại rầy ta. Ta đi kinh hành, ta ngửi mùi hương thơm có gì đâu. Nói: thưa ngài, những con người kia họ giống như người mặc áo đen, giống như người đi trong đêm tối. Nghiệp ác họ đã dày, cho nên họ làm thêm chút đỉnh nữa cũng không có là chi. Nhưng mà ngài vốn là người tu tịnh nghiệp, ngài như là người mặc áo trắng, cho nên một vết đen vào áo người ta nhận ra ngay. Ngài vốn là người tu mà. Và thưa đại chúng, đi quanh hồ sen gửi mùi hương là đắc ý, cảm thấy rất là vui thích trong lòng. Còn bị thần quở là ăn trộm mùi hương, thì chúng ta có thể quay lại nhìn đời sống của mình. Mình đối với màu sắc, đối với âm thanh, đối với mùi vị, đối với hương mà mình đam mê đắm nhiễm, thì điều thứ nhất mình làm gì? Điều thứ nhất là mình làm cho cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng teo nhỏ lại. Điều thứ hai dễ biết, đó là khi các vị có một cái đắm nhiễm gì biểu hiện ra trong đời sống của sự tu tập, thì các vị làm cho Phật tử tín đồ mất niệm, mất niềm tin. Và thưa đại chúng, là Phật tử tín đồ họ nhạy hơn chúng ta nhiều lắm. Tại sao? Ví dụ như hai cái điều họ rất là nhạy. Điều thứ nhất là vấn đề tài chánh họ rất là nhạy. Đụng tới tiền là họ đánh giá làm gì thôi à. Và người tu chúng ta thì thưa có khi dễ mắc phải cái bệnh đó lắm. Cái nhu cầu mình phải xây chùa, cái nhu cầu mình phải làm Phật sự, cái nhu cầu mình phải làm công tác từ thiện xã hội, vân vân. Tất cả những nhu cầu mình đều gõ trên Phật tử để kiếm tiền, có phải vậy không? Mà thưa đại chúng, là mình có nhìn cái đời sống của những người Phật tử trên đất Mỹ này, nó thấy rất là tội. Tội là sao? Họ kiếm được 100 đồng, thưa là họ phải bỏ công sức ra 200 đồng.
Và chưa nói đến cái chuyện họ phải đóng thuế nè, và mọi cái thứ chi phí bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm con người. Chưa nói đến chuyện cuối năm khai thuế rồi phải trả thêm, phải vậy không? Công sức của họ bỏ ra rất là nặng nề. Thưa, ta thử nghĩ là mọi cái sinh hoạt của nhà chùa của chúng ta đều gõ lên họ để lấy tiền. Ta chưa hề làm cái gì ra tiền cả, không kinh doanh, không đi làm, không buôn bán và không sản xuất, không có mở hãng xưởng gì cả. Ta chỉ làm mỗi một việc là ta tụng kinh, ta yểm trợ họ về lĩnh vực này lĩnh vực nọ thôi. Thế thì rất là tội nghiệp cho họ. Không những ở trên đất nước này chúng ta đã vắt mồ hôi công sức và của tiền của họ, mà rất là nhiều nơi các thầy ở trên khắp hành tinh này. Lâu lâu ví dụ như có một thầy từ Việt Nam qua, đây là mình chia sẻ rất là nội bộ để các vị thấy rất là tội. Thế thì các ông mời Phật tử tới, cái rồi làm gì? Thuyết thời pháp ngắn ngắn, lợi ích thì chúng ta chưa biết là nó bao lớn. Thế nhưng mà sau đó thì cái gì quan trọng là tôi xây trường, tôi xây chùa, tôi nuôi người già, tôi nuôi trẻ em bệnh, tôi tổ chức mổ mắt vân vân. Tất nhiên những điều đó nó cũng hợp lý, nhưng mà cái tâm thức của con người chung chung là thế này: thà anh biết điều đó, anh phát tâm anh cho thì rất là đẹp, lòng rất là hoan hỷ. Thế nhưng mà mình bị đặt trong cái tình trạng bắt buộc thì mình rất là bực, chứ mình không có hoan hỷ gì cả. Nhất là cái cách vận động, cái vận động mà có thủ thuật của chúng ta, thế thì rất là thất bại. Và cái tình trạng hiện tại chúng ta nhìn thấy nhan nhản đó là mình hay tổ chức những bữa cơm gây quỹ. Rồi thêm cái tình trạng đó là ta đấu giá Phật. Và không có gì tội nghiệp. Đức Thế Tôn cho bằng đem Đức Thế Tôn ra bán để cất chùa rất là tội nghiệp ngài. Mà ta đấu giá có nghĩa là ta bán ngài rồi. Và điều này không có sai gì cả. Và các vị thử nhìn cái hiện tình như thế thì các vị thấy rất là tội nghiệp. Và mình chia sẻ một vòng như thế để quay trở lại một vấn đề rất quan trọng là thế này. Có hai điều mà Phật tử rất là nhại. Một là vấn đề tài chánh. Đụng vào đó, tức khắc là cái sự kính trọng của họ đối với chúng ta nó giảm một phần. Ít nhiều gì thì chắc chắn điều này nó phát sinh thôi à. Cái điều này các vị hãy lưu ý. Và mình không cần nhìn ra ngoài, mình nhìn lại chính đời sống mình để kiểm soát tâm hành của mình, để làm cho Phật Pháp nếu không sáng được hơn thì cũng đừng để cho Phật Pháp chìm vào bóng tối, đừng làm cho Phật tử mất niềm tin với đạo. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cái tình trạng này thì đối với các vị ở đây nó không mắc phải, nhưng mà đối với các thầy trẻ thì dễ mắc phải. Là cái gì? Thầy các cô trẻ dễ mắc phải. Đó là mình rất là thông minh trong cái cách lấy lòng Phật tử, ve vuốt Phật tử, chiều chuộng Phật tử. Thưa, cái điều này rất là thất bại. Ta đã là một người tu, thưa ta không cần phải chiều chuộng bất cứ ai cả. Ta hãy đứng sừng sững trong cái vị trí của người tu ta. Anh đến với tôi tặng anh Phật Pháp để anh có thể nắm được cái pháp yếu của Phật mà tu mà giải thoát. Chứ tôi không phải là vào chùa để tôi kết tình thân quen bằng hữu, hay là để làm cho mọi người đều quy kính, vây quanh và thương yêu tôi, để tôi có được thêm tiền, có được thêm lợi, có được thêm danh gì cả. Tất cả những cái con đường lấy lòng ve vãn Phật tử nó chỉ đi vào một hướng, một là lấy tiền, hai là cái nhu yếu về tình cảm mà thôi. Có phải như thế không? Cho nên cái điều này nó rất là nhạy, chúng ta phải cẩn trọng. Người Phật tử bên ngoài họ có nhiều con mắt hơn mình. Ví dụ như mình săn đón một người này, bao nhiêu người khác họ nhìn nhé. Họ nhìn, họ đánh giá nhẹ thì cái đời tu của ta còn trong trắng. Họ đánh giá mạnh một chút thì coi như là mình bán cuộc đời tu mình để có một chút lợi nhuận về vật chất, về tình cảm con rồi. Cho nên rất là tội nghiệp cho những người tu chúng ta. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là nhà nho họ còn có những câu đặc biệt là những cái hình ảnh, những cái sắc màu mà không phải phép thì không bao giờ nhìn. Cũng có nghĩa là tất cả những cái vật chất mà nó làm giảm giá thanh bần của người tu thì chúng ta đừng đụng tới. Ta đừng có mở lời xin bất cứ cái gì của ai. Ta đừng biểu hiện cái nhìn của mình và tham đắm bất cứ một cái gì cả.
tham đắm tiền, tham đắm vật chất, tham đắm bất cứ cái điều gì cũng là cái sự sai lầm của người tu. Và tất cả những âm thanh, cái âm thanh nào mà nó có khả năng nó làm cho ta đọa đài, đắm nhiễm, mất mình và không tu được thì mình nên cần tránh. Tất nhiên là nếu một người chưa phải là người tu mà họ có một cái nền giáo dục tốt, họ lịch sự á, thì khi đi ngang qua nhà nghe cái tiếng rầm rì chữ lộn của gia đình, trong đó họ không bao giờ dừng lại. Nghe ai nói lén về mình, họ không bao giờ dừng lại. Và cái lịch sự tối thiểu trên nước Mỹ này, thưa đại chúng, là nếu có ai gọi điện thoại nói chuyện riêng tư thì ta cũng nên đi chỗ khác. Thơ của con cái ta cũng không có quyền đọc. Tất cả những cái riêng tư người khác mình không được quyền xâm phạm. Đó là cái tối thiểu của người nhân gian. Rồi người tu phải cao hơn một bậc. Cao hơn một bậc nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là mình quý trọng cái sự riêng tư của từng người. Đó là điều tất nhiên thôi. Thêm cái nữa là những cái gì mà nó có tính chất nó làm cho tâm thức của mình chao động, bất an, sinh phiền não, sinh vọng thức, thì mình phải cắt ngang, không có dừng lại trên những cái vùng màu sắc, âm thanh và hương vị ấy. Gọi đó là người khéo điều phục ngũ căn. Và mình điều phục giỏi thì mình thoát được cái dòng chảy của năm dục nó nhận chìm mình. Bằng không thì có khi một lời nói nhỏ nhoi nó dẫn đến cái tình trạng nhận chìm cuộc sống tu hành của ta không mấy khó. Đó là như vậy. Cái vấn đề thứ nhất mình ghi nó không có hết, mình trình bày thì nó rộng và nó liên tục, nhưng mà nó có 3 phần như thế này. Các vị ghi để rồi các vị có thể chiêm nghiệm đó. Thứ nhất là cái dòng cuồng lưu của năm dục. Phần B, đó là cái phần chế phục ngũ căn. Và cái phần C, đó là cái phần đệ tử Như Lai thể hiện Phật Pháp trong cuộc sống. Mình đi lại cái điều này để cho các vị ghi nhận. Thứ nhất là các vị nên nhận biết về cái sức mạnh của năm món dục này. Nó có công năng rất là lớn, nó dìm tất cả những con người trên cuộc đời này. Và cái nguyên tắc của năm dục, hay là cái nguyên tắc vận hành của vòng luân hồi, đặc biệt là nó có sức hút rất là mạnh. Ví dụ như hành tinh này, nó có sức hút rất là mạnh. Ta luyện mình ra giữa không trung, nhưng cái sức hút hành tinh này nó hút càng xa bao nhiêu thì nó hút càng mạnh, càng nhanh bao nhiêu. Cái khả năng hút của nó là nó muốn cho mọi vật đều trở lại hành tinh này. Thì cái vòng tròn của luân hồi cũng vậy. Anh là con người muốn vượt thoát khỏi cái dòng cuồng lưu, muốn vượt thoát khỏi cái dòng chảy của luân hồi, cho nên đòi hỏi cái sức mạnh của anh rất lớn, anh mới có thể vượt ra được. Giống như là những chiếc phi thuyền, nó có một cái nhiên liệu rất là mạnh, nó mới vượt khỏi cái sức hút của hành tinh này. Đó là cái ý thứ nhất, để ta ghi nhận là cái sức mạnh của năm dục cực kỳ mạnh. Ví dụ như tôi năm nay là 60 tuổi, nhưng mà đừng tưởng 60 tuổi là đã vượt thoát khỏi cái sức mạnh của năm dục nó hút, phải không? Và tôi nghĩ là các vị cũng thế. 70 tuổi, 80 tuổi ta cũng chưa chắc ăn chi, ta có thể không bị hút về sắc, nhưng mà ta bị hút về tài, ta bị hút về danh, chưa rất là nhiều. Và càng về lâu nó càng tinh tế. Ví dụ như người ta có một quan điểm là khi tuổi tới 60-70 thì cái đặc tính sắc dục ở trong người nó chết mất. Thưa không phải. Hình hài này có suy, có già. Cái cơ chế sức khỏe của thân thể nó suy mòn theo cái điều kiện thời gian. Thế nhưng mà tâm thức nó vẫn còn. Cái dục nó tiềm phục không phải ở thân, mà nó tiềm phục ở trong tâm. Thân không còn dục, nhưng mà mắt còn dục. Nhìn cái nhìn còn ô uế. Rồi miệng còn tệ hại hơn, miệng nói dục là tệ hại hơn. Thì hai cái này nó có mặt, có nghĩa là tâm thức còn dục rất là nặng. Có những người rất là già, và ta chứng minh được điều này trong cuộc đời, từ ở ngoài nhân gian cho tới trong đạo cũng có nữa. Dĩ nhiên là trong đời sống các vị có một chút kinh nghiệm, các vị cảm nhận được điều này. Cho nên cái sức tiềm phục của dục, thưa, bên ngoài nó cực kỳ mạnh. Cực kỳ mạnh là sao?
Các vị thấy là xã hội càng ngày nó càng phát triển những cái món đồ chơi nó có sức mạnh hút chúng ta chạy không có thoát nó. Lĩnh vực nào cũng thế cả. Cái lĩnh vực trò chơi nào nó cũng càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tinh vi và sức hút của nó càng ngày càng mạnh. Ví dụ như phim thôi. Phim ảnh ngày xưa cách nay 20 năm các vị thấy cái tốc độ phim nó rất là chậm. Mà phim bây giờ thì nó khác xa. Và tất cả những cái thứ trò chơi càng ngày càng tinh vi và sức hút của nó con người không có khống chế được. Sức mạnh bên ngoài của cái dòng cuồng lưu năm dục rất là mạnh, nó muốn nhận chìm ta. Rồi cái sức mạnh bên trong của hình hài này, ý thức của ta, ta đã có cái tuổi ý thức cả triệu triệu năm đi ngang qua cõi luân hồi rồi. Cho nên cái hạt mầm luân hồi nó rất mạnh trong ta. Cho nên hai cái điều này nó hợp lại, nó nhận chìm cuộc đời của người tu nếu không khéo. Cho nên phải điều phục ngũ căn, phải rất là thông minh. Thứ hai, chế phục ngũ căn, thưa các vị, nó có những cái tầng rất là cạn của nhân gian. Tức là nhân gian đặt ra những cái điều phi lễ bất thính, phi lễ bất văn, phi lễ bất vân vân, không có tiếp xúc, không có nhìn, không có nghe. Nhưng mà cái tầng thâm sâu của đạo thì thưa đại chúng là không phải đi ở mức độ cạn của nhân gian. Tầng thâm sâu của đạo ta muốn nói là ta phải điều phục từ bên trong của tâm thức nữa. Mình cắm mắt mình nhìn, nhưng mà tâm của mình nó còn đầy luyến ái thì không có được. Cho nên chúng ta còn phải điều phục từ bên trong của tâm thức ta, gọi nó là khéo chế phục ngũ căn. Điều thứ ba mình chia sẻ đó là đệ tử Phật phải thể hiện Phật Pháp trong cuộc sống. Và mình nên nhớ là Phật Pháp sống, Phật Pháp rất là sống động trong cuộc sống này. Sống động là sao? Ví dụ như mình thuyết pháp như mây như mưa chưa phải là Phật Pháp sống động. Kèm với cái khả năng hiểu biết về Phật Pháp có thể diễn đạt bằng miệng, còn có Phật Pháp biểu hiện trong đời sống tự thân, trong cái nhìn, trong cái đứng, trong cái đi, trong cái ăn, trong cái nói, trong cái cười, trong cái tiếp xử với người, gọi đó là Phật Pháp sống. Có một hôm ngài Nhất Hưu, ngài thấy Phật tử tín đồ lũ lượt leo lên núi, hỏi chế cách: các anh chị đi đâu vậy? Các Phật tử tín đồ nói: dạ thưa thầy, là con nghe ở trên núi quý thầy đang phơi Đại Tạng Kinh, cho nên con muốn lên đó đảnh lễ cúng dường. Các ông thấy cái chuyện này tức cười quá, các ông ra ngoài giữa đường, ông nằm ông cởi trần, ông đưa xương sống ra nằm đó. Và khi Phật tử tín đồ họ đi tới đó, họ thấy có ông sư ốm nhom ốm nhách mà cởi trần, săn quần săn áo nằm ở giữa đường, cái họ mắc cỡ họ lui lại. Cái trên núi với thầy xuống nói: thầy là đệ tử Đức Như Lai, thầy nên ăn mặc đàng hoàng tươm tất, gì có gì Phật tử lên đảnh lễ Tam Tạng Kinh Điển mà thầy nằm như thế thì cản đường không ai dám lên. Ông nói: mấy ông đâu có biết Tạng Kinh ở trên của mấy ông phơi là Tạng Kinh chết, cái Tạng Kinh này Tạng Kinh sống nè, tại sao không đánh lễ tôi? Tạng Kinh này biết dạy dỗ Phật tử tu nè, Tạng Kinh này biết thuyết pháp nè, Tạng Kinh này biết dạy dỗ chư tăng nè, Tạng Kinh này biết tụng kinh nè, tại sao không đánh lễ tôi mà lên đánh lễ cái Tạng Kinh chết trên kia? Và cái câu chuyện vui đó nó nói cho chúng ta biết, thưa đại chúng, Phật Pháp sống nó có mặt trong từng thầy từng cô có mặt trên hành tinh này. Cái cách ăn, cách nói, cách hành xử, cách đứng, cách đi, cách nhìn, kể cả cách ho hen của các vị, nó cũng biểu lộ được, nó biểu lộ được cái pháp nghi của Phật để giáo hóa người ta. Cho nên chúng ta hãy khéo điều phục năm căn để có được cái sự thanh tịnh, an bình, giải thoát, biểu hiện ra đời sống tu hành của chúng ta để trả ơn Tam Bảo.
Đó là điều thứ nhất chúng ta phải làm để được. Và xin cố gắng ha, xin cố gắng. Giờ mình đi qua phần thứ hai là chế phục lời. Nhà Nho họ có nói một câu rất là hay. Họ nói là lời đang nói ra rất là sướng miệng mà dừng lại được phải là kẻ sĩ. Trong cái bữa tiệc rất là vui, người ta nhờ mình một điều mà mình không dám hứa liền người đó phải là kẻ sĩ. Và thông thường chúng ta có một cái bệnh quen là vui miệng là hứa, điều gì cũng hứa cả. Và tới lúc sửa soạn làm thì cảm thấy hối hận vô cùng. Ví dụ như vậy, mình đi theo bạn bè tới chùa lễ Phật, thấy bạn bè mình bỏ ra mấy trăm đồng, cái mình móc túi mình cũng bỏ tiền ra làm quanh, mình cúng dường. Cái tới chừng về mình chắc môi chắc lưỡi, mất hết mấy trăm đồng bạc vô duyên, trong khi ý mình thì không muốn cúng. Nhưng mà lúc đó thì tức máu anh hùng rồi, nóng mặt rồi, cho nên cúng về nghe đau ruột đau gan, đau cả tim luôn. Cho nên cái nguyên tắc của người tu chúng ta làm thử một điều trong cái chế phục lời là thế này. Thứ nhất, hãy dừng lại trước khi nói một phút. Cái điều này coi như giản dị nhưng mà đôi khi rất là khó. Ta dễ quên cái chuyện này. Hãy dừng lại trước khi nói, khi hứa với ai một cái điều gì đó một phút thôi. Mình có thói quen là mình rất là nhạy miệng, ai nói cái gì, ai hỏi cái gì mình bật miệng nói liền thôi. Mình sợ chậm rồi người ta nói trước mất đi. Cái vụng về của chúng ta là vậy. Đó là cái bước đầu rất là cạn. Người tu thử thực tập. Cái thứ hai là thử bớt nói, thử ít nói lại. Và đi dần dần tới không nói được thì càng hay. Thông thường ta nói nhiều để làm gì? Ta nói nhiều để làm gì? Thứ nhất là muốn chứng minh cho người kia biết cái sự hiểu biết của mình, muốn chứng minh cho người kia biết cái sự có mặt của mình. Và hai cái điều này nó có mặt nghĩa là nó tố cáo cái tâm thức của chúng ta còn rất là phù động, rất là sôi nổi, rất là trạo cử. Mình tập lặng yên được như thánh rất là khó. Mình có cái bệnh là ví dụ như giữa đám đông, mình muốn chứng minh sự có mặt của mình. Và cái điều này đôi khi mình hãy dừng lại nhìn lại mình. Và các vị lưu ý, như có một lần tôi có chia sẻ đó, dòng sông mà nó mới bắt đầu rời nguồn nó ra đi thì nó sôi ầm ĩ, nó réo gọi. Và nếu mà dòng sông nó cuồn cuộn, nó ì ầm như thế thì chưa phải là dòng sông sâu, trữ lượng nước chưa có nhiều. Và đời người cũng như vậy, em bé nó thích nói nhưng mà tới tuổi trung niên người ta đầm thắm, người ta nói năng nó chững chạc lại. Nhưng mà về già thì sao? Ít nói. Đáng lẽ người già ít nói. Tại sao? Dòng sông nó mới rời nguồn, nó chảy thì xưa nó phải qua thác, qua gần, nó ầm ì, nó réo gọi, nó sôi sục. Và nó băng qua những cái vùng có khi thì đầm thấm, có khi thì cuồn nổ. Nhưng mà tới gần biển thì sao? Dường như không chảy. Lúc bấy giờ thì dòng sông đó nó rất sâu, nước rất là đầy. Cái cửa biển lúc nào cũng rộng mênh mông cả. Tâm người già đúng là phải như vậy. Cái nguyên tắc là càng ngày ta càng trưởng thành, càng đầm thắm, càng đầm đệ lại. Cái nguyên tắc của cuộc sống là nó phải như vậy. Nếu ở ngoài đời sống vật lý của dòng sông nó như thế thì đời sống tâm thức con người cũng như thế. Cho nên thưa đại chúng là đời sống tu của chúng ta cũng như vậy. Các vị thử tập nói chậm, đừng bắt chước tôi nói ào ào, thế này thất bại vô cùng. Giảng pháp thưa tôi rất là phiền muộn cái chuyện tôi phải đi dạy học nghe, tại vì tôi nói có khi nó rất là hăng máu. Mình muốn nói rất là chậm, chậm rãi vô cùng, nhưng có cái bệnh lạ là trong này nó tuôn ra, mình không nói thì có khi không có kịp. Do vậy cho nên càng nói càng lớn tiếng, càng nói có khi càng nhanh. Phải cố gắng hạn chế cái tốc độ nói của mình, nhưng mà không có được.
Và cái điều đó là một cái sai lầm rất là lớn và cái vụng về rất là lớn, xin thú thật. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là cái điều giỏi nhất của người tu là trước khi ta nói một lời, ta nên dừng lại một chút cho nó đủ bình ổn, đủ trầm lắng. Ta có thể trước khi nói, mình hít vào một hơi, thở ra và thử làm ba hơi thôi. Thì trong lúc các vị dừng như thế thì cái gì nó phát sinh? Suy nghĩ chín chắn là một nè. Lời nói mà được suy nghĩ chín chắn thì ta nói ít trật, ít vấp váp. Đó là cái thứ hai rất là hay. Cái thứ ba đó là khi các vị hít vào thở ra như thế thì các vị có đủ khí lực để lời nói các vị đủ mạnh. Nó có ba cái lợi ích lớn như vậy. Thứ hai nữa là trước khi hứa mình nên dừng một phút để mình có thể biết rằng cái điều mình hứa đây mình có thể làm được hay không. Hứa mà không làm thì hai lần như thế là uy tín mình đâu còn. Mà hứa rồi phải làm vì bắt buộc, thế thì bụng dạ mình nó cũng tan nát, tại vì mất tiền rất là đau, vô ích. Cho nên ta hãy dừng lại một phút trước khi hứa. Ai hỏi bất cứ một câu gì, ta hãy dừng lại một phút trước khi trả lời, để cái tư duy này nó đủ chín chắn. Và người làm được điều này, thưa đại chúng, là người đó, người đó chứng minh được cái nỗ lực của mình rất là hùng bên trong. Và thông thường một giảng sư, một người thầy dạy dỗ, mà nếu người ta hỏi mình trả lời liền thì thường thường thất bại. Cái nguyên tắc là bất cứ ai hỏi một điều gì, ta hãy trầm lại, lắng lại, làm cho tâm ta định tĩnh lại và hồi phục năng lượng chánh niệm lại. Sau đó một phút ta trả lời thì chắc chắn là lời của ta có phẩm chất. Cho nên để chế phục lời, cái yêu cầu đầu tiên là các vị hãy dừng lại một phút trước khi nói, hãy dừng lại một phút trước khi hứa. Ở mức độ cạn là như vậy. Cái thứ hai là ta thử ít nói, ta thử lặng im như thánh, không cần phải biểu lộ sự hiểu biết của mình cho ai biết cả. Cái quan trọng là ta nếm được hương vị Phật Pháp, ta làm cho hương vị Phật Pháp nó thấm vào tim ta, vào từng tế bào. Và giỏi hơn là giỏi ở cái chỗ tu tập, chứ không phải trình bày sự hiểu biết của mình cho ai cả. Mình nên học cái cách của thiền sư là hãy để cho miệng của mình nó lên móc, hãy để cho miệng của mình như cái quạt mùa đông. Quạt mùa đông ai cần? Lạnh quá quạt làm gì? Miệng lên móc có nghĩa là do vì không nói lâu ngày quá cho nên khóe miệng nó lên cái nấm. Và mình nên làm như thế, hãy để cho mình rất là lạnh, rất là lặng như vậy. Đó là cái cách thứ hai. Thưa cách thứ ba, nếu phải nói thì ta hãy nói những lời lành. Lời lành là lời gì? Thứ nhất là nó mang cái niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người. Mà nên nhớ là lời này không phải là lời ve vuốt tân bốc nhau. Lời rất là chân thật từ trái tim của ta. Nó giúp cho người không những trong một đời chuyển hóa, mà giúp được cho rất là nhiều kiếp trong tương lai. Đó là gọi là lời lành. Và đừng bao giờ nói những lời thị phi phải quấy bất cứ của ai cả. Lời nào mà nó gieo độc hại vào người, gieo mất niềm tin vào người thì ta đừng bao giờ nói. Nó không có lợi gì cho mình, nó không lợi gì cho người, nhất định là không bao giờ nói lời đó. Miệng của mình mà nói lời độc, thưa đại chúng, là nó tố cáo tâm thức của mình còn rất là ô uế. Miệng mình thích nói lời thị phi của thiên hạ, nó tố cáo tâm thức mình cũng chất đầy cái thị phi phải quấy của nhân gian. Cho nên ta mở một lời, không nói được lời chánh pháp thì ta cũng nói cái lời rất là lành. Hãy giúp nhau bằng lời rất là lành, đừng bao giờ phung phí những cái lời nó làm ô uế miệng và ô uế tâm ta. Đó là những cái chặng đường của chế phục lời là như vậy. Thứ ba, chế phục được tất cả là gì? Thưa, đó là mình chế phục được ý mình. Các vị lưu ý, chế phục tất cả có nghĩa là mình chế phục được cái chủ của miệng, của thân. Đó là chế phục ý. Cái thứ nhất của chế phục ý là mình hãy làm khởi phát thiền niệm. Tức là làm khởi phát những cái ý niệm rất là lành. Khi mình tiếp xúc với con người, tiếp xúc với hoàn cảnh, tiếp xúc với mọi việc đến với mình, khi mà ý nghĩ mình có một cái ý nghĩ gì bất thiện đối với bất cứ ai, thì mình biết cái điều đó sai lầm rồi.
có một chú đệ tử của một vị thầy, chú xây một cái mảng tường làm cái bức bình phong sau lưng Đức Quan Thế Âm. Và trong cái lúc xây, cái chú lười biếng, chú đặt hai cái viên gạch nó lồi ra, nó nghiêng ngào rất là xấu. Và khi biết cái sự việc đó là chú cũng không buồn sửa lại, mà chú cứ xây chồng lên. Và tới hôm sau, cái mảng tường xây xong rồi, chú nhìn cái mảng tường thì chú thấy khó chịu làm sao, hai cái viên gạch nó cứ lồi ra. Và khi làm xong cái công trình đó rồi thì cái sự ăn năn của chú nó cũng lớn. Và đặc biệt là có một hôm có một vị hòa thượng tới thăm, kêu chú dẫn ra coi từ cái phong phía sau lưng Quan Âm. Chú dẫn ra thì chú rất là ngần ngại, tại vì chú nghĩ là coi chừng ổng sẽ phát giác ra cái vụng về của mình, cho nên chú đứng chú che chắn. Nhưng mà con mắt vị hòa thượng kia cũng khá tinh, ngài nhìn thấy. Nhưng mà đặc biệt khi chú hỏi về chứ bạch hòa thượng, ngài thấy cái bức phong của con xây có được không, ông nói đẹp, con xây rất là đẹp. Cái chừng đó cái chú mới cảm thấy là xấu hổ vô cùng. Chú nói: và bạch thầy, con xin sám hối một điều là ngày đó con xây con rất là vụng về, con vừa làm biếng mà vừa ẩu, cho nên có hai cái viên gạch rất là xấu, mà bây giờ con không biết làm sao. Vị hòa thượng nói: ồ, con hãy nhìn toàn vẹn cái mảng tường rất là đẹp, con đừng nhìn vào cái chỗ xấu của mảng tường, con thấy là mảng tường rất là đẹp chứ mà. Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này các vị tiếp xúc với người, với vật, với mọi việc đến với các vị mà có cái con mắt như vị hòa thượng kia thì các vị có được cái niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng, phải không? Các vị mà có con mắt như chú tiểu kia, cứ nhìn thấy hai viên gạch xấu là ân hận, là bực bội, là khổ đau, thế thì cả đời mình nhìn vào đâu mình cũng thấy khổ đau cả. Đêm hôm tôi dạy học ở trên Phật Tổ, tôi nói con người là một quyển lịch sử. Lịch sử của một đất nước Đại Việt nó dài hơn 2000 năm. Nó có tới 1000 năm bị nô lệ chìm trong bóng tối của ngoại xâm. Nó có 100 năm rất là tang thương của người Pháp đô hộ. Nó có rất là nhiều trăm năm của nội chiến. Và gần đây thì nó có những cái giai đoạn rất là tang thương. Thế nhưng đâu phải cuộc đời, đâu phải là cái pho lịch sử Việt Nam nó chỉ có những cái vết đen như thế. Nó có những cái vết son đáng tự hào của người Việt chứ. Ví dụ như thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần, cái giai đoạn rất là vàng son. Đời người cũng như thế, các vị đều là những cuốn lịch sử giống nhau. Cuộc đời ta từ bé ta đi cho tới tuổi này, các vị thử nhìn cái cuộc đời mình nó dài chừng đó, bao nhiêu vui buồn có mặt, nhiều quá. Ấy thế mà có khi mình nhìn chính cuộc đời mình không thấy những cái nét vàng son của Đinh Lê Lý Trần, mình thấy cái giai đoạn tối tăm của ngoại xâm, cái giai đoạn nội chiến tang thương. Thế thì rất tội nghiệp cho mình. Rồi mình nhìn người cũng vậy, các vị hãy nhìn chỗ đẹp của người kia, mắc gì mình nhìn cái chỗ vụng về, chỗ dở của họ. Họ đã từng đối xử với mình một cách vụng về thô bạo, chuyện nó đã đi qua. Đời sống mỗi người là một dòng sông, nó chảy không bao giờ dừng. Cái hôm qua những cái ngọn nước đen xấu và rác rến nó đã đi ngang rồi, cái hiện tại là nước rất trong rất mát. Thế thì tại sao mình không tiếp nhận cái trong cái mát của con người kia? Và khi các vị nhìn, các vị tiếp xúc được cái trong cái mát của người thì các vị làm khởi phát trong tâm thức của các vị cái niệm thương yêu, hiền thiện và hạnh phúc trong tâm thức của các vị. Và mình cũng làm hạnh phúc được cho người kia. Mình nhìn người bằng cái nhìn yêu thương, cảm thông, đầm thắm thì mình tạo cho người ta một cái sự dễ chịu, an lành, nhẹ nhõm, thông dong. Mình nhìn người kia với con mắt cay cú thì tự nhiên người ta cũng nhìn các vị lại bằng con mắt cay cú vậy. Cho nên cái điều đầu tiên chế phục ý là hãy làm phát sinh trong tâm thức ta cái thiện niệm trước. Khi tiếp xúc với người, với cảnh, với mọi vật mà ta tiếp xúc hàng ngày. Và điều này đó là cái căn bản đầu tiên để làm cho đời sống tu ta có hạnh phúc. Các vị thử nghĩ là mình tu mà mình gặp ai mình cũng ghét, thế thì mình bất hạnh vô cùng, phải không? Mình tu mà mình gặp cái gì mình cũng trân quý, mình cũng thương yêu thì mình hạnh phúc rồi.
mình ở trong một căn nhà không tiếp xúc với ai, nhưng mình nhìn cái bông, nhìn ly nước, nhìn cái bà, nhìn tượng Đức Bổn Sư, lòng mình nó tràn đầy niềm biết ơn và trân quý, thì tự nhiên các vị ở một mình cũng hạnh phúc. Các vị tiếp xúc với nhiều người cũng bằng cái nhìn như thế, thì càng tiếp xúc với nhiều người các vị càng hạnh phúc lớn hơn. Mà nếu trong lòng các vị bực bội, thù ghét, nhìn cái gì cũng không ưa, thế thì cái phòng của các vị có cái gì thì các vị bực cái ấy, các vị đều khốn khổ vì cái phòng. Các vị bước ra đường, các vị gặp bất cứ người nào, các vị cũng cảm thấy khốn khổ khi gặp họ. Và cuộc đời như thế thì quá là bất hạnh. Cho nên cái việc đầu tiên chế phục tâm là ta hãy làm phát sinh trong ta cái thiện niệm khi tiếp xúc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là điều thứ hai là mình khéo nuôi dưỡng ý thức của mình bằng Phật pháp. Ngày xưa thì cái điều kiện này có khi nó rất là khó với chúng ta. Tại sao? Các vị biết là kinh sách của Phật giáo nó mênh mông nhưng mà nằm trong Hán Tạng. Chúng ta không có cái điều kiện để đi vào Hán Tạng một cách dễ dàng. Đó là khó thứ nhất. Khó thứ hai là ngày xưa người tu cũng rất là hiếm, gặp một ông hòa thượng không phải là chuyện chơi. Cái thứ ba là cái phương tiện học Phật ngày xưa không phải dễ, giấy viết không có. Và từ ba cái điều khó của ngày xưa là các vị đem các vị quy chiếu là bây giờ các vị thấy mình dễ được bao nhiêu phần. Kinh sách Hán Tạng bây giờ được dịch ra hầu hết là tiếng Việt. Không những Hán Tạng được dịch bằng tiếng Việt mà kể cả tiếng Bali, Sanskrit cũng được dịch ra tiếng Việt rất là giàu. Cái thứ hai là người tu bây giờ, thưa đại chúng, nhiều lắm chứ đâu phải là một hai người. Mình có thể trao đổi Phật pháp, học Phật pháp với người mới tu, với người tu lâu lâu, với các hòa thượng. Và không những mình học Phật pháp với các vị thầy trực tiếp, mình còn có thể học gián tiếp được. Với ai? Tôi thấy băng của hòa thượng Trúc Lâm mênh mông, rồi tôi thấy băng của các hòa thượng đầy trên mạng. Và trên đất Mỹ này người ta có những cái nơi người ta in ấn băng để làm pháp thí. Thưa, có khi ngoài mấy cái tiệm cơm chay mình cũng gặp băng của hòa thượng đầy rồi đó. Đĩa hình, đĩa tiếng nói đầy. Và không những quý hòa thượng mà quý thầy nhỏ, vân vân, các thầy trẻ rất là tài ba. Và quý sư cô bây giờ cũng có nhiều cô rất là giỏi. Tất nhiên là tôi tìm hoài tôi không thấy băng của thầy Phước Tịnh. Nhưng mà cái ông đó thôi mình bỏ qua, không quan trọng. Mình nói chuyện là các vị thầy giỏi bây giờ rất là nhiều ở trên cuộc đời này. Ta có thể đọc một cuốn sách, ta có thể nhìn một đĩa hình, ta có thể nghe một cái CD của các bậc thầy dạy. Và mình nuôi dưỡng mình, thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị nghe một câu. Khi mà nó rớt vào tâm thức của các vị, ví dụ như lời của Phật mà nó rớt vào tâm thức của các vị thì nó sẽ nở ra một cái đóa hoa giác ngộ. Và lời của các bậc thầy có cái tự giác hẳn hoi thì thưa, nó giúp chúng ta hai mặt. Một mặt là tự giác từ bên trong, một cái mặt là cái tri thức Phật học từ bên ngoài. Và hai cái điều này so với ngày xưa, thưa, nó dễ gấp 100 lần. Có phải vậy không? Thưa, đâu có tốn kém là bao nhiêu tiền đâu. Các vị mua một cuốn kinh, các vị thỉnh một cuốn sách, thỉnh một cái CD, thưa, chẳng là bao nhiêu cả. Nhưng mà cái giá trị của nó là khi nó thấm vào tâm thức của ta, nó có khả năng nó làm chuyển hóa cả một đời tu của ta. Rất là tuyệt vời như vậy. Và mình phải biết khéo nuôi dưỡng mình bằng Phật pháp như vậy. Trong khi cái điều kiện học Phật, cái điều kiện tu tập bây giờ các vị đã có sẵn trong tầm tay. Cái điều còn lại duy nhất là chúng ta có chịu làm việc ấy hay không mà thôi. Có thương mình để nuôi dưỡng mình bằng Phật pháp hay không mà thôi. Đó là điều do tự thân của chúng ta mỗi người quyết định lấy. Và mình làm được hai điều này. Điều thứ nhất là làm khởi sinh cái thiện niệm trong ta từng phút. Cái điều thứ hai là khéo nuôi dưỡng mình bằng Phật pháp từng phút từng giây. Thế thì tâm thức của các vị sẽ được giàu có bằng cả một cái kho tàng Phật pháp. Và dường như hôm qua tôi có chia sẻ cho các vị biết là khi cái kho mình mà chứa
chứa phân bò thì người ta gọi là cái kho phân bò, phải không? Chứa vải thì người ta gọi là cái kho vải, chứa lúa ta gọi là kho lúa, mà chứa kim cương thì người ta gọi là cái kho kim cương chứ. Người ta không thể gọi cái kho kim cương mình bằng cái kho phân chuồng được. Mỗi một ngày mình bỏ vô tâm thức mình cái giận, cái hờn, cái buồn, cái ghét, cái thị phi, là mình bỏ vô từng miếng phân chuồng, có phải vậy không? Nếu mình bỏ vào trong đó một lời của bậc giác ngộ, một lời của các vị thầy giỏi, một câu là tuệ giác, một câu là giác ngộ, thế thì người ta gọi kho đó là kho kho kim cương chứ, kho tuệ giác chứ. Trong bụng các vị mà nó có 1.000 bài thơ thì các vị mở miệng ra thì các vị đọc thơ, dù các vị giấu lắm thì thỉnh thoảng các vị cũng phải đọc ra một vài câu kiều thôi. Tại vì 3.000+ câu kiều mình thuộc trong lòng mà. Các vị thuộc 1.000 bài đường thi thì thưa đại chúng là ta nhìn thấy cảnh là ta có thể làm được một câu thơ. Trong bụng của ta mà nó chứa đầy lời của bậc giác ngộ thì mở miệng ra ta nói lời giác ngộ. Trong bụng ta mà nó chứa đầy cái chất phiền não giận hờn, mình cố kềm lắm nhưng mà rồi mở miệng ra mình cũng bung ra một câu giận hờn phiền não. Cho nên ta hãy khéo nuôi dưỡng mình là như thế. Và cuối cùng thưa đại chúng là đời sống chúng ta không có dài. Chúng ta may mắn vô cùng là gặp được chánh pháp của Phật. Chúng ta may mắn vô cùng là có một hình hài vẫn còn khỏe mạnh và không lo cơm ăn, không lo áo mặc, thân khoác pháp phục của Như Lai. Cái duyên trăm kiếp nghìn đời chúng ta mới có được cái may mắn duy nhất như thế này. Hãy khéo nuôi dưỡng mình từng phút từng giây, đừng để cho ngày đoạn tháng qua, rồi vô thường nó đến mình không biết đi về đâu, rồi mai kia trở lại không có được hình hài thân người, rất là tội cho cái kiếp sống của chúng ta. Và mong đại chúng cố gắng. Và xin cảm ơn các vị.